Công Vượng lập công ty riêng và ủy quyền cho vợ là Viên Minh quản lý và khai thác thương mại. Viên Minh giữ chức vụ quản lý công ty do được Công Vượng là người đại diện pháp luật ủy quyền và cô Thái Anh điều hành công ty chuyên về tiếp thị thể thao, có viên viết tắt là PM, tức là Phượng Mình. Và tiếp tục là những thông tin xung quanh lễ đính hôn kín đáo của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và bạn gái xinh đẹp Viên Minh. Rất nhiều bài đăng cho rằng vợ sắp cưới giỏi giang của Công Phượng đang làm việc cho công ty của gia đình vì bố làm to. Tuy nhiên thì sự thật thì không phải như vậy. Và theo tìm hiểu của nhóm phóng viên thì Viên Minh là người thay Công Phượng quản lý một công ty riêng do chính anh là người đại diện theo pháp luật. Và công ty này thì không liên quan tới chức vụ của bố vợ tương lai. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếp thị thể thao PM và bắt đầu hoạt động từ tháng 7 năm 2019, là đơn vị phụ trách quản lý hình ảnh, truyền thông và thương mại cho cá nhân cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Và PM là viết tắt của cặp đôi Công Phượng và Viên Minh. Và trong thời gian yêu nhau và tìm hiểu thì Viên Minh đã tham gia vào việc quản lý hình ảnh cho Công Phượng. Cô nàng chính là admin của fanpage Nguyễn Công Phượng GMG và cũng là fanpage nhóm Công Phượng FC để cung cấp những hình ảnh thông tin về anh chàng đến cho người hâm mộ. Và những điều thiếu tích cực về tiền đạo Công Phượng hay cả những tin đồn hẹn hò vô căn cứ cũng được cô nàng nắm bắt và xử lý kịp thời, giúp cho hình ảnh của chàng tiền đạo Nghệ An không bị ảnh hưởng. Viên Minh chính là mẫu bạn gái rất lý tưởng, một người ở hậu phương cực kỳ vững chắc để chăm sóc và thu vén Công Phượng, giúp cho Công Phượng có thể hoàn toàn tập trung cho việc tập luyện và thi đấu. Và sau hơn 6 năm quen nhau và 3 năm gần đây thì tiến tới mối quan hệ hẹn hò, cặp đôi đã có lễ đính hôn như ý và chuẩn bị về chung một mái nhà. Và từ trước đến nay thì Công Phượng được biết đến là cầu thủ rất tài năng trên sân cỏ. Ngoài ra thì anh chàng cũng đã thử kinh doanh quán cà phê với hai địa điểm là ở Pleiku, Gia Lai và Hà Nội. Tuy nhiên thì thương hiệu cà phê 10 chưa mang lại hiệu ứng lớn. Việc Công Phượng âm thầm mở công ty riêng có thể khiến rất nhiều người bất ngờ về tham vọng của chàng trai này. Không ỷ thế dựa vào gia đình, Viên Minh tự start up thương hiệu thời trang mang tên hai vợ chồng. Những chiếc áo phông rất đơn giản với chất liệu cao cấp do chính tay Viên Minh, vợ của Công Phượng, thiết kế. Mang theo lời cổ động mọi người sống tích cực, chắc hẳn sẽ khiến bạn dừng lại để ngắm kỹ nhìn kỹ hơn. Cặp đôi hot nhất giới cầu thủ vài ngày gần đây chính là cặp đôi tiền đạo Công Phượng và vợ sắp cưới Viên Minh. Họ được mến mộ bởi tình yêu kín đáo và không phô trương. Công Phượng được biết cách bảo vệ bạn gái trước sự soi xét của dư luận, còn Viên Minh vẫn luôn kín đáo dù hẹn hò với cầu thủ rất nổi tiếng. Cặp đôi còn là hình mẫu cho những người trẻ khát khao phát triển bản thân và hướng tới lối sống tích cực. Và bên cạnh công việc là một cầu thủ, thì Công Phượng đã tự mở một công ty riêng về tiếp thị thể thao. Anh cùng với cô bạn gái sáng tạo ra một thương hiệu thời trang riêng dành cho giới trẻ, có tên là PM Official. Ngoài quy trình vận hành thì chính Viên Minh là vợ sắp cưới của Công Phượng, tham gia vào khâu quan trọng nhất là thiết kế những sản phẩm thời trang. Đến tháng 4 năm 2020, cặp đôi chính thức cho ra mắt mẫu áo phông I Am In với sự kết hợp đặc biệt giữa hình ảnh Công Phượng và thông điệp ý nghĩa cổ vũ cho mọi người ở nhà chống dịch Covid-19. Tôi ở yên, chúng ta đã ở yên. Có thể đây là một mẫu áo phông rất thích hợp với thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra như này. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chiếc áo phông được sáng tạo bởi Công Phượng và Viên Minh. Công Phượng sau hàng loạt các dập vùi và thất bại là lúc trao trái tim cho nơi yên bình nhất. Một cầu thủ đặc biệt sẽ xuất hiện những cột mốc hết sức đặc biệt. Công Phượng là một trường hợp như vậy. Anh có tiền tài danh vọng trước khi chính thức bước chân vào trận chung kết đối với tình yêu của mình. Năm 2007 thì Công Phượng là một trong 14 cái tên trúng tuyển vào lò đào tạo Hoàng Anh GMG và lứa đầu tiên của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh
đã đem đến danh tiếng cho Hoàng Anh Gia Lai và Bầu Đức. Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Công Phượng là một trong 4 cái tên được sang trung tâm huấn luyện Arsenal ở thủ đô London Anh để tập luyện cùng với đội U17 và 3 người còn lại là Tuấn Anh, Xuân Trường và Đông Triều. Ngày 5 tháng 9 năm 2014, thì pha solo qua 6 cầu thủ trước khi ghi bàn vào lưới U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á đã mở rộng ra khoảnh khắc kinh điển trong sự nghiệp của Công Phượng. Ngày 8 tháng 11 năm 2014, Công Phượng dần lớn tuổi đã trở thành chủ đề được bàn tán suốt một tháng trời khi có thông tin cho rằng anh này sinh năm 1993 chứ không phải là sinh năm 1995. Một tháng sau đó thì Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An kết luận Công Phượng không dần lớn tuổi. Thế nhưng thì mọi sự việc vẫn tạo nên hàng tấm áp lực để lên vai của Công Phượng. Tháng 12 năm 2014, mối quan hệ yêu đương giữa Công Phượng và nữ ca sĩ Hòa Minzy được khủi già và kéo theo là hàng loạt những hệ lụy khi chuyện tình yêu lớn hơn chuyên môn bóng đá. Năm 2015 thì Công Phượng lần đầu tiên được thi đấu ở V-League và chơi hơn 2.000 phút và ghi có 6 bàn thắng. Công Phượng ngay lập tức cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải đấu số 1 Việt Nam khi Hoàng Anh Gia Lai kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13 trên 14, tức là áp chót của bảng xếp hạng. Tháng 7 năm 2015 thì Công Phượng cùng với U23 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games tổ chức trên đất Singapore và anh ghi được có 3 bàn thắng. Ngày 23 tháng 12 năm 2015 thì Công Phượng ký hợp đồng với Mito Hollyhook sang J-League 2 chơi bóng và chuyến xuất ngoại đầu tiên của tiền đạo sinh năm 1995 kết thúc bằng 80 phút thi đấu cùng với sự thất vọng một cách tràn trề. Tháng 7 năm 2017, thất bại tại SEA Games tổ chức tại Malaysia khiến thế hệ 1995 của Công Phượng mãi mãi không có duyên với các danh hiệu. Năm 2018 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam đã mở ra trang sử mới cho bóng đá nước Việt Nam. Công Phượng liên tục gặt hái các danh hiệu ở cấp độ đội tuyển, từ huy chương bạc U23 châu Á, hạng tư ASEAN đến chức vô địch AFF Cup. Và ở V-League thì Công Phượng có một giải tốt nhất thi đấu trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai khi anh này ghi được 12 bàn thắng sau 24 trận đấu. Ngày 20 tháng 1 năm 2019, Công Phượng ghi bàn thắng hữu hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Jordan ở vòng 1/8 ASEAN Cup. Và đây được xem là bàn thắng quan trọng nhất của Công Phượng từng ghi được cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tháng 2 năm 2019, trở về theo thành công của ASEAN Cup, thì Công Phượng sang Hàn Quốc ký hợp đồng với Incheon United. Anh có 8 trận đấu, 352 phút thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, nhưng vẫn không thể trụ lại ở nơi này vì không thể hợp với phong cách thi đấu tại đây. Tháng 6 năm 2019, thì Công Phượng rời khỏi Incheon United sau nửa năm thi đấu và sang Bỉ khoác áo của xanh Sudan và trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có hợp đồng chính thức tại châu Âu. Ngày 2 tháng 8 năm 2019 thì Công Phượng thi đấu 20 phút tại giải vô địch quốc gia của Bỉ, đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng của bóng đá Việt Nam. Tháng 1 năm 2020, việc liên tục bị dự bị ở Bỉ khiến Công Phượng một lần nữa phải tìm đến một bến đỗ mới, và lần này là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tham vọng của câu lạc bộ được đánh giá cao và có thể giúp Công Phượng hoàn tất ước nguyện giành danh hiệu cao ở câu lạc bộ. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Công Phượng làm lễ đính hôn bất ngờ với bạn gái Viên Minh, khép lại rất nhiều đồn đoán về chuyện yêu đương. Sự nghiệp đã được gây dựng dù chưa có những đỉnh cao chói lọi tương xứng với tài năng của anh, nhưng Công Phượng đã tìm được chốn yên bình để trở về sau mỗi buổi tập luyện hay thi đấu hay cả những sự thất bại. Sự nghiệp ấy khi ấy có thể trở nên sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.